Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo chất lượng hàng, tùy theo chất lượng trái mà giá có thể chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn nhé bà con. Còn tùy thuộc vào đoạn đường vận chuyển xa hay gần và tùy thuộc vào vườn, vào lái mà giá sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận, thanh long được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là một trong 4 mặt hàng chiến lược của tỉnh, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác định là cây trồng đặc sản đứng đầu trong 11 loại trái cây trong chiến lược phát triển rau hoa quả của Việt Nam. Hiện toàn tỉnh có trên 27.700 ha thanh long, trong đó hơn 11.000 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp và 560 ha đạt chứng nhận tiêu chuẩn Covagap. Thanh long Bình Thuận đã góp phần rất lớn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, là sản phẩm quan trọng nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên, hiện trạng phát triển thanh long đang tiềm ẩn nhiều vấn đề trong cả khâu sản xuất và khâu tiêu thụ, cần làm rõ để giúp cho công tác quản lý cũng như thúc đẩy phát triển sản xuất bền vững. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bò vip 16.000 đồng một ký, bò đẹp 15.000, 14.000, 13.000 đồng một ký, bò sàn 13.000, 12.000, 11.000 đồng một ký, hàng dạt với mức giá từ 4.000 đến 5.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 38.000 cho đến 40.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 39.000 đồng một ký, loại 2 34.000 đồng một ký, loại 3 28.000 đồng một ký, loại 4 21.000 đồng một ký, loại 5 14.000 đồng một ký. Ruột trắng miền Tây thương lái mua xô từ 13.000 cho đến 15.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ khu vực Tiền Giang đối với các tỉnh miền Tây còn lại luôn có giá thấp hơn từ 1 cho đến 2.000 đồng một ký. Theo đó, loại 1 37.000 đồng một ký, loại 2 32.000 đồng một ký, loại 3 26.000 đồng một ký, loại 4 19.000 đồng một ký, loại 5 12.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như chất lượng, mẫu mã hàng hóa của sản phẩm. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả thanh long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.